Xin chào các bạn. Chủ đề hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn không phải là một vụ án, không phải là một tai nạn, mà như tiêu đề, tôi sẽ cùng các bạn lật ra tấm màn bí mật về một căn nhà kỳ lạ ở Nhật Bản. Cụ thể, vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, trên mạng xã hội của Nhật Bản có đăng một bài viết. Người này kể rằng anh ta có quen một người quen, tạm gọi là anh Y. Khi anh Y dành dụm đủ tiền định mua nhà, trước khi chốt hạ ký hợp đồng, thì anh Y phát hiện bản vẽ có gì đó hơi kỳ lạ, nên gửi ảnh chụp bản thiết kế cho một kiến trúc sư. Thế rồi, suy luận của vị kiến trúc sư trở thành dấu chấm hỏi rất lớn về ngôi nhà có cấu trúc kỳ lạ đến khó hiểu. Nó có những giả thuyết phải nói là có gì đó không ổn và vô cùng đáng sợ. Căn nhà đó có gì? Tại sao một nơi ở lại có thể gây ra sự sợ hãi cho gia chủ sắp dọn vào? Mời các bạn cùng bắt đầu đồng hành với Cải ngay bây giờ. Như bạn biết thì giá thuê nhà ở Tokyo, Nhật Bản nổi tiếng là đắt đỏ, tới mức mà nhiều người trẻ đi làm ở đây chỉ dám thuê và ở trong một căn hộ chỉ rộng 9 mét vuông là hiểu. Giá thuê đã làm người ta đau đầu, thì giá để mua một căn nhà còn đắt choáng váng hơn nữa. Nó đắt tới mức một nhân viên văn phòng ở đây nếu kiếm được mức lương khoảng 4,6 triệu yên một năm, nếu muốn mua nhà ở Tokyo thì phải không ăn không uống, không tiêu một xu nào, dành dụm số tiền đó liên tục suốt 13 năm. Rồi tới khi mua được thì đó cũng chỉ là một căn chung cư mà thôi. Nghe hơi lâu và cũng quá là khó khăn. Do đó, nếu người Nhật muốn mua nhà, họ phải tính đủ hai bước. Thứ nhất, họ phải còng lưng vay mượn để có được căn nhà của riêng mình, rồi trả nợ từ từ. Thứ hai, họ mua lại những căn nhà giá rẻ để giới hạn khoản nợ càng ít càng tốt. Cách đây vài năm, khoảng năm 2017, thì anh Y, một người chồng Nhật Bản 30 tuổi với công việc văn phòng bình thường ở Tokyo, đã ấp ủ giấc mơ mua nhà riêng để xây dựng tổ ấm. Anh muốn ở Tokyo để đi làm cho thuận tiện, rồi sau này sinh hoạt mọi thứ cũng dễ hơn. Nhưng mà với giá cả tại đây thì anh còn rất là phân vân, chưa dám quyết định mua. Đến tháng 9 năm 2019, khi bất ngờ nghe tin vợ mang thai đứa con đầu lòng, anh Y nghĩ là nếu quyết định mua một ngôi nhà thì chẳng cần sớm hay muộn, bây giờ chính là thời điểm rồi. Khao khát mua nhà trỗi dậy khiến anh Y quyết tâm gom hết lợi nhuận từ các khoản đầu tư nhỏ từ trước đến giờ để đi tìm nhà. Với các mối quan hệ gần xa, anh Y bắt đầu công cuộc tìm kiếm thông tin bất động sản. Dĩ nhiên, trong các tiêu chí tìm nhà, giá cả hợp lý phải được ưu tiên hàng đầu. Sau thời gian ngắn, anh Y nhanh chóng tìm được một ngôi nhà ở vị trí tốt, giá cả cũng ổn áp, vừa đủ với số tiền mà anh có. Chưa kể, đó là một ngôi nhà liền thổ. Cho những ai chưa biết thì nhà liền thổ là dạng nhà bao gồm cả mảnh đất mà căn nhà được xây trên đó, có tiềm năng tăng giá ổn định theo thời gian, phân khúc bất động sản an toàn để sinh sống lâu dài. Vừa có nhà, vừa có đất, lại là đất ở Tokyo, lại hợp với số tiền mà anh Y đã chuẩn bị. Mọi thứ quá đúng với dự tính của anh Y. Ngoài ra, căn nhà có 2 tầng, được xây dựng trong một khu dân cư yên tĩnh, gần ga tàu điện. Thêm nữa, còn có một công viên ở gần đó. Điều kiện phải nói là vô cùng lý tưởng với gia đình có con nhỏ. Vậy anh Y có chốt mua liền lúc đó chưa? Vẫn chưa. Vì tính vốn thận trọng, anh Y và vợ lập tức đến xem ngôi nhà và kiểm tra cho thật kỹ, xem có vấn đề gì không mà căn nhà tốt lại bán rẻ như vậy. Thì ban đầu khi đến đây kiểm tra, hai vợ chồng vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Ngược lại, họ còn phát hiện thêm nhiều ưu điểm nữa. Thứ nhất, ngôi nhà cũng mới được xây dựng vài năm trở lại đây, nên không có dấu hiệu xuống cấp hay cần sửa chữa gì. Thứ hai, bên trong nhà sáng sủa, có nhiều cửa sổ, nên đón ánh sáng cực kỳ tốt. Hai vợ chồng anh Y một lần nữa rất vừa ý căn nhà này. Vậy lần này anh Y có chốt mua liền không? Vẫn chưa. Dù nghĩ mình may mắn tìm được căn nhà ưng ý, giá lại rẻ so với thị trường, nhưng trị giá căn nhà này nói đi nói lại vẫn là khá lớn với vợ chồng anh Y. Chuyện mua nhà cả đời có khi mới làm được một lần như vậy thôi, nên việc cẩn thận kiểm tra lần nữa là không thừa. Anh Y xem kỹ bản vẽ của ngôi nhà để kiểm tra lần cuối cùng. Thế nhưng mà bất ngờ lúc này, một cái gì đó kỳ lạ đột nhiên lọt vào mắt anh. Bức ảnh bạn đang xem là bản vẽ mặt bằng tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà. Bạn có nhận thấy điều gì khác lạ ở đây không? Trước tiên, nhìn thử qua sơ đồ tầng 1.
chúng ta có thể thấy ngay giữa phòng bếp và phòng khách có một khoảng không gian bí được bao quanh bởi bốn bức tường. Lạ ở chỗ là nó bít kín, không có cửa, không thể vào trong đó mà cũng không thể cất đồ vào trong. Vậy thì nó được xây nên để làm gì? Anh Y cũng thấy khó hiểu, liền hỏi nhân viên môi giới bất động sản không gian này là gì, nhưng nhận được câu trả lời là không biết. Dù anh nhân viên kia cũng có giải thích là phần không gian bích kính này không gây sự bất tiện nào trong khi sử dụng căn nhà, tuy nhiên đây có thể là thứ tài sản lớn nhất mà anh Y có được, nên anh Y vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác lấn cấn trong đầu. Muốn giải quyết vấn đề này, anh Y bắt đầu tìm kiếm lời khuyên từ những người quen của mình. Và trong số họ, anh được giới thiệu đến ông K, một kiến trúc sư. Sau khi kiểm tra sơ đồ mặt bằng căn nhà, kiến trúc sư đoán rằng có thể ban đầu chủ nhà dự định tạo một không gian cất giữ đồ trong khu bích kính này, vì chỉ cần gắn thêm bộ cửa thì bạn có thể sử dụng nó như một không gian để đựng đồ. Nếu gắn cửa mở từ phòng ngủ thì nó có thể là tủ đựng áo quần. Nếu mở từ phòng bếp, nó có thể là nơi cất đồ làm bếp. Nhưng có vẻ vì lý do nào đó, chủ nhà đã đổi ý hoặc không thể đóng bộ cửa do thiếu tiền, cuối cùng tạo ra không gian bí ẩn này. Suy đoán này nghe cũng có vẻ hợp lý. Nghe giải thích ổn thỏa rồi, vậy anh Y có chốt mua nhà chưa? Vẫn chưa. Bởi vì cũng vào lúc này, sau một thời gian dò hỏi, thông qua môi giới bất động sản, thì anh Y nghe được thông tin về người chủ đầu tiên xây dựng ngôi nhà này. Cụ thể, khi gia đình người chủ xây dựng căn nhà này dọn đi, người ta mới biết rõ hơn về gia đình đó. Cụ thể, đó là một người đàn ông cũng khoảng 30 tuổi, sống cùng vợ và một đứa con. Căn phòng lớn nhất ở sơ đồ tầng 2, đó là nơi được dùng làm phòng cho đứa con. Anh Y lập tức kể chuyện này với kiến trúc sư, như để thêm chắc chắn rằng mọi thứ trong thiết kế của căn nhà đều ổn. Tuy nhiên, khi nghe xong câu chuyện này, kiến trúc sư Ca đã nói một câu hoàn toàn bất ngờ. Đó là, điều kỳ lạ nhất về ngôi nhà này là phòng dành cho đứa con trên tầng 2. Thứ nhất, nhìn vào sơ đồ tầng 2 ta sẽ thấy, để vào được phòng của đứa con, ta phải leo lên cầu thang từ tầng 1, đi qua hành lang ở tầng 2. Quá trình này ta phải đi qua tổng cộng 3 cánh cửa. Rõ ràng đây là một cách bố trí lối đi khá bất thường. Với căn phòng được coi là lớn nhất trên tầng 2 thì có cần phải thiết kế lối đi bất tiện như vậy không? Thứ hai, còn có một điều kỳ lạ khác, đó là không hề có cửa sổ trong phòng của đứa con, không có ánh sáng tự nhiên bên ngoài lọt vào phòng. Bên cạnh đó, thường thì nếu căn phòng không có cửa sổ thì phòng vệ sinh cũng phải có cửa sổ, ít nhất là cũng phải có cửa sổ thoát khí. Nhưng nhìn kỹ thì phòng vệ sinh trong phòng đứa trẻ, ngoài một cái bồn cầu và cửa ra vào thì không có gì khác. Nhìn một cách tổng quát, dễ dàng nhận thấy phòng đứa con bị bao quanh bởi các không gian khác và hoàn toàn bị bịt kín, giống như thể phòng biệt giam ở trong tù vậy. Cảm giác như đứa trẻ trong căn phòng này sẽ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Tại sao họ lại thiết kế căn phòng của con mình theo cách này? Nhìn bản vẽ, kiến trúc sư Ca thận trọng đưa ra dự đoán rằng có thể là do bố mẹ không muốn ai thấy con mình chăng? Thứ ba, khi nhìn lại một lượt, ta thấy phòng ngủ của bố mẹ nằm ngoài cùng ở bên trái tầng 2. Nó có cấu trúc mở, cấu trúc hoàn toàn trái ngược với căn phòng của đứa con. Nếu phòng đứa con bị chắn bởi cửa đôi, hai cánh cửa liên tiếp, rồi không có cửa sổ, v.v. thì phòng bố mẹ có một cái ban công rất rộng, lại còn có rất nhiều cửa sổ, 5 cái xuất hiện ở mọi ngóc ngách, phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm, v.v. Chưa kể, để ý một chút nữa sẽ thấy phòng ngủ cũng được nối liền với phòng thay đồ. Giữa hai phòng này không có cửa ngăn cách nên nó thông thoáng như thể là một phòng rất rộng. Thứ tư, và có một không gian đáng chú ý trên tầng 2. Bạn nhìn xem, có một phòng tắm bồn nằm biệt lập ở phía bên phải của tầng 2. Nhật Bản lâu nay vẫn được biết đến là đất nước với sự cầu kỳ, cẩn thận và kỹ tính. Ở Nhật, phòng tắm sẽ được xây riêng biệt với phòng vệ sinh. Cho dù đó là những căn hộ siêu nhỏ, chỉ rộng chừng 20m² đi chăng nữa, thì người Nhật vẫn muốn xây riêng hai căn phòng này cho sạch sẽ. Nhưng liệu có lạ quá không khi trong căn nhà này, ngoài việc phòng tắm và phòng vệ sinh được tách biệt, thì phòng tắm bồn cũng nằm tách sang một phòng khác,
nhưng lại nằm ở góc bên phải, khá lẻ loi như vậy. Ngoài ra, phòng tắm bồn này cũng không có bất kỳ cửa sổ nào, tình trạng giống hệt như phòng của đứa con. Vậy ý định của chủ nhà là gì khi xây dựng một phòng tắm bồn với cấu trúc lạ lùng, bích kính như vậy? Để riêng tư? Chúng ta có thể kéo màn mà. Chẳng lẽ đơn giản là vì sở thích? Để chuyện phòng tắm bồn qua một bên, kiến trúc sư Ca vẫn không thôi tò mò về không gian bí ẩn ở tầng 1 và tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến không gian ở tầng 2 không? Vì vậy, ông đã thử chồng sơ đồ tầng 2 lên sơ đồ tầng 1, mô phỏng cấu trúc tầng 2 và tầng 1 theo chiều dọc và phát hiện ra một điều kỳ lạ hơn mà lúc đầu mãi không nhận ra. Thứ nhất, khi thử chồng bản vẽ tầng 2 lên tầng 1, ta thấy không gian trống, bích kính ở tầng 1 mà ta thắc mắc từ đầu. Lúc này lại nằm ngay dưới góc của hai căn phòng ở tầng 2, phòng đứa con và phòng tắm bồn. Điều này có giải thích được nghi vấn gì không? Đột nhiên, ông Ca nhớ rằng ông đã thấy một cái kệ ở góc phòng của đứa con. Có lẽ nào chỗ chiếc kệ đó là hành lang được dùng làm lối đi xuống, rồi làm thành một cái ống không gian rỗng phía dưới, nối phòng đứa con với phòng tắm bồn không? Đứa con có thể từ trong phòng của mình ở tầng 2, đi xuống không gian trống, bích kính ở tầng 1, rồi thông qua một lối đi bí mật và đi lên phòng tắm bồn, cũng ở tầng 2. Nhưng tại sao phải làm phức tạp như thế? Chắc chắn là phải có dụng ý gì đó. Hay là để tránh đứa con đi qua cầu thang ở tầng 2, nơi có cửa sổ? Nếu giả thuyết này đúng, thì có cảm giác như thể khi người chủ đầu tiên xây nên căn nhà này thực sự đã lên kế hoạch hoàn toàn không muốn cho thế giới bên ngoài biết về sự tồn tại của đứa trẻ. Nhưng một nghi vấn khác nảy sinh ở đây. Nếu muốn giấu con mình kỹ đến như vậy, họ có thể xây phòng tắm trong phòng ngủ của đứa trẻ là được mà. Tại sao họ lại chọn một cách khó khăn và rườm rà như vậy? Hay con của họ có một lý do đặc biệt gì đó mà phải sử dụng phòng tắm bên ngoài? Bây giờ lại có một giả thuyết nảy ra. Kiến trúc sư Ca sau khi phân tích sơ đồ căn nhà đã đưa ra một khả năng tuy rất đáng sợ nhưng cũng vô cùng hợp lý. Trước khi tôi trình bày lại giả thuyết này, chúng ta hãy dành một chút thời gian để xem lại sơ đồ tầng 1 của ngôi nhà. Đầu tiên, có một phòng ở tầng 1 với một chiếc giường đơn được sử dụng cho khách. Nếu có hẳn một phòng dành cho khách thì có vẻ như khách ra vào ngôi nhà này khá thường xuyên. Thêm vào đó, phòng ăn có vẻ rộng rãi đối với một ngôi nhà Nhật Bản. Vì vậy, có vẻ như chủ nhà rất thích gặp gỡ, ăn uống, nhậu nhẹt. Giả thuyết hơi kinh dị một chút, nhưng mà rõ ràng theo cách sắp xếp này thì câu chuyện rất có thể đã diễn ra như thế này. Khi khách đang được mời ăn uống no say, thì đứa trẻ đang bị nhốt trong phòng ở tầng 2. Rồi khi xong tiệc, vợ chồng chủ nhà như lẽ tự nhiên đề nghị rằng họ có một phòng dành cho khách nên hãy ở lại đây đêm nay. Sau đó, theo chỉ dẫn của cặp vợ chồng chủ nhà, vị khách đi lên phòng tắm bồn kỳ lạ ở tầng 2 và tận hưởng phút giây ngâm mình trong nước ấm. Ngay lúc đó, đứa trẻ từ trong phòng của nó, chính là căn phòng không có một cái cửa sổ nào, nhận được tín hiệu từ cha mẹ. Rồi nó âm thầm đi theo lối bí mật từ chỗ kệ bên phải, bước xuống không gian trống, bích kính ở tầng 1, rồi bước lên phòng tắm bồn ở tầng 2. Nếu một vụ giết người ghê rợn xảy ra ở đó, vị khách được mời sẽ không có khả năng tự vệ vì bất ngờ. Và tất nhiên, không có nhân chứng vì căn phòng không có cửa sổ. Theo giả thuyết này, ngôi nhà này có thể không phải là một ngôi nhà bình thường mà là nơi hành sự của tổ chức giết người thuê. Nhưng ngay cả như vậy thì lại có một thắc mắc khác. Sau khi giết người, họ sẽ vứt xác như thế nào? Kiến trúc sư Ca lại chỉ ra một chiếc kệ khác ở phía bên trái, cũng trong phòng của đứa con. Nhìn nó có vẻ kỳ lạ và bất ổn. Một lần nữa, ông Ca thử chồng bản thiết kế của tầng 2 lên tầng 1 và lại phát hiện chiếc kệ bên trái ở tầng 2 được căn chỉnh chính xác với nhà kho ở tầng 1. Tới lúc này thì quá khó để không nghĩ đến chuyện cũng tồn tại một lối đi bí mật được đặt dưới cái kệ đó. Vậy thì tóm lại, đã có câu trả lời cho việc xử lý cái xác nếu căn nhà này xảy ra vụ giết người. Đó là, vụ giết người sẽ được thực hiện trong phòng tắm bồn ở tầng 2,
Sau đó, thi thể nạn nhân sẽ được chuyển xuống lối đi bí mật ở tầng 1, rồi được di chuyển lên chiếc kệ bên phải ở tầng 2 và được đưa vào phòng đứa con. Tiếp tục, từ chiếc kệ bên trái ở tầng 2, họ đưa thi thể xuống bằng lối đi bí mật nữa và dừng quá trình vận chuyển thi thể ở nhà kho của tầng 1. Nhà kho này thông với gara ô tô, nên nếu chuẩn bị xe trước thì xác nạn nhân chỉ cần được đưa xuống nhà kho trót lọt. Việc chuyển xác nạn nhân lên ô tô, mang vứt bỏ cái xác một cách bí mật là chuyện dễ dàng mà không ai hay biết. Nhưng mà nếu nghĩ kỹ hơn, thực sự có một phần chưa được giải thích thỏa đáng bằng suy luận này. Cái lối bí mật mà kiến trúc sư Ca chỉ ra chỉ rộng 45cm. Nó hẹp, quá hẹp để một người trưởng thành có thể di chuyển bình thường. Nhưng cũng không phải không có cách. Những kẻ sát nhân có thể đã phân xác nạn nhân trong bồn tắm, rồi chỉ đạo đứa con có thân hình bé nhỏ là hãy đi xuống lối hẹp đó để vận chuyển từng mảnh của cái xác từ bồn tắm đến phòng đứa trẻ ở tầng 2 và tiếp tục từ phòng đứa trẻ xuống nhà kho ở tầng 1. Nếu việc này có thật thì thật sự quá khủng khiếp. Nhưng tại sao họ lại chọn một phương pháp phức tạp như vậy? Rõ ràng, nếu chỉ muốn giết người trong ngôi nhà này mà không bị ai nhìn thấy, họ chỉ cần kéo rèm cửa lại thôi mà. Kiến trúc sư Ca lúc này đã chỉ ra đây là một thủ thuật tâm lý. Đúng là con người thường che đậy hoặc giấu mọi thứ khi họ đang làm điều gì đó mà họ không muốn ai thấy. Nhưng đôi khi, người ta càng khao khát cố chứng tỏ là mình vô tội. Dễ thấy, trong ngôi nhà này, ngoại trừ căn phòng xảy ra án mạng, tất cả các vị trí khác đều có rất nhiều cửa sổ. Ngay cả nhà bếp cũng có tận 3 cái cửa sổ. Đó là một không gian rất mở, như thể họ muốn mọi người nhìn thấy nó. Và người ta sẽ nghĩ rằng khó lòng xảy ra một vụ giết người trong một ngôi nhà thoáng đãng và có nhiều cửa sổ như thế. Nhưng lại có một thắc mắc xảy ra. Nếu họ xây một phòng tắm ngay phía trên nhà kho hoặc là nhà để xe của mình, họ sẽ dễ đưa cái xác xuống hơn, thì không cần phải sử dụng phương pháp phức tạp như nhờ một đứa trẻ đưa xác qua phòng của nó. Tội tình gì phải làm khó mình như vậy? Một lần nữa, kiến trúc sư Ca đã nhận định nhạy bén rằng nếu hiện trường vụ án, tức là chỗ phòng tắm bồn, quá gần cửa chính, có thể thủ phạm sẽ cảm thấy căng thẳng trong tâm lý về việc dễ bị bại lộ bởi tiếng ồn hoặc điều gì đó tương tự. Vì vậy, cuối cùng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng phòng tắm bồn, nghĩa là nơi xảy ra án mạng, ở góc của tầng trên, nơi xa đường phố nhất. Dù đây chỉ là giả thuyết suy đoán xung quanh bản thiết kế mặt bằng của ngôi nhà này, và dù vợ chồng anh Y thực sự rất thích ngôi nhà này, thế nhưng với cấu trúc kỳ lạ như thế, anh Y không thể quyết định sống tại đây. Cuối cùng, anh từ bỏ việc mua căn nhà. Và được biết, chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh Y đọc được tin trên báo thì biết rằng vừa xảy ra một vụ án mạng ngay gần căn nhà 2 tầng mà anh suýt mua. Xin chào. Xin chào, tôi Y nghe đây. À, ông Y, lâu rồi không gặp. Thực ra tôi vừa nói chuyện với kiến trúc sư Ca. Làm tôi hơi buồn cười, nhưng mà ông Ca nói rằng ngôi nhà đó là... À, thực ra thì tôi phải xin lỗi ông một chút về điều đó. Cuối cùng tôi đã quyết định không mua ngôi nhà đó rồi. Ơ, tại sao? Hả? Bạn chưa nghe tin tức gì sáng nay à? Bằng cách nào đó thì có vẻ như một xác chết bị phân mảnh đã được tìm thấy trong khu rừng gần nhà đó. Ơ, thì tôi nghe người khác nói nạn nhân từng ghé và ở đó. À, tôi không nghĩ có liên quan gì đến vụ việc, nhưng nó hơi kinh tởm phải không? Vì vậy tôi đã từ chối ngày hôm nay. Vậy ông Ca đã nói gì? Không có gì đâu. Cuộc hội thoại khép lại, nhưng dường như đã mở ra cho rất nhiều câu hỏi trước đó về sự bí ẩn của căn nhà này. Có vẻ như những giả thuyết được đưa ra phần nào đó đã đúng. Bạn nghĩ là với một căn nhà giá rẻ ở giữa thủ đô mà có thiết kế và câu chuyện ghê rợn như thế này, thì bạn có muốn mua nó không?